Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mãnh Lực Dương. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù mọi người đều biết đến căn bệnh thế kỷ HIV và AIDS, nhưng ít ai trong chúng ta thực sự có kiến thức về các dấu hiệu nhiễm HIV để có thể phòng ngừa và chữa trị kịp thời. Thì hãy theo dõi video sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Một số dấu hiệu HIV sau đây. 1. Sốt nhẹ là dấu hiệu nhiễm HIV. Tại thời điểm này thì virus đang di chuyển vào trong máu và bắt đầu nhân rộng với số lượng lớn. Ngoài ra thì cơ thể cũng xuất hiện phản ứng viêm. Một trong những dấu hiệu đầu tiên của giai đoạn sơ nhiễm ARS là sốt nhẹ khoảng 39 độ C. Cơn sốt thường kèm theo các triệu chứng nhẹ khác như là mệt mỏi, sưng to hạch, bạch huyết và đau họng. 2. Cơ thể mệt mỏi khi virus HIV bắt đầu xâm nhập, hệ miễn dịch sẽ tạo ra phản ứng viêm để bảo vệ cơ thể bạn. Phản ứng viêm do hệ miễn dịch cũng có thể khiến cho bạn cảm thấy thường xuyên mệt mỏi, khác với mệt mỏi do làm việc nhiều hay là thiếu ngủ, bạn sẽ cảm thấy cơ thể bị kiệt sức ngay cả khi ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Mệt mỏi có thể là triệu chứng của một số bệnh thông thường khác, vì vậy nhiều người đã bỏ qua dấu hiệu nhiễm HIV giai đoạn sớm này. 3. Sưng hạch là triệu chứng HIV dấu hiệu nhiễm HIV giai đoạn đầu thường bị nhầm lẫn với bệnh cúm hoặc là nhiễm virus khác thậm chí là giang mai hoặc là viêm gan nguyên nhân là do các bệnh này có nhiều triệu chứng giống nhau bao gồm đau ở các khớp cơ bắp và sưng hạch bạch huyết các hạch bạch huyết là một phần của hệ thống miễn dịch và có xu hướng bị viêm sưng khi có nhiễm trùng các hạch ở nách bẹn và cổ sưng to là dấu hiệu cho thấy bạn có thể nhiễm HIV bốn là dấu hiệu nhiễm HIV da mồ hôi trộm Thông thường thì khoảng một nửa số bệnh nhân đổ mồ hôi ban đêm trong giai đoạn đầu của nhiễm HIV và sốt cao kèm theo độ mồ hôi trộm vào ban đêm là triệu chứng khá phổ biến mà những người nhiễm HIV thường bỏ qua. Nếu bạn đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm hoặc là ra mồ hôi mà không phải là do làm việc gắng sức hoặc là do nhiệt độ phòng cao, rất có thể đây là dấu hiệu nhiễm HIV giai đoạn đầu. 5. Đau họng, nhức đầu Đau họng và nhức đầu có thể là triệu chứng của giai đoạn sơ nhiễm ARS Khi virus mới xâm nhập thì cơ thể chưa tạo ra được kháng thể với HIV Vì vậy, xét nghiệm kháng thể có thể không xác định được bạn đã nhiễm HIV hay chưa Đôi khi có thể mất một vài tuần đến một vài tháng để các kháng thể HIV xuất hiện trong máu Các lựa chọn xét nghiệm HIV khác là một phương pháp cần thiết để phát hiện RNA virus Thường là trong vòng 9 ngày sau khi nhiễm bệnh nếu gần đây bạn đã có những hành vi làm tăng nguy cơ nhiễm HIV thì tốt nhất bạn nên tiến hành xét nghiệm phơi nhiễm vì lợi ích của chính bạn và cho người khác. Bạn nên nhớ rằng bệnh dễ lây nhiễm nhất trong giai đoạn sớm. 6. Phát ban là biểu hiện của HIV Phát ban da có thể là do các bệnh về da hoặc là do bạn bị dị ứng. Tuy nhiên, phát ban là triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm HIV trong vòng 2-3 tuần sau khi bị virus xâm nhập. Các phát ban có thể xuất hiện ở phần thân trên cơ thể Nếu phát ban không rõ nguyên nhân hoặc là điều trị không hết thì bạn nên đi xét nghiệm HIV 7. Nôn ói và tiêu chảy có khoảng 30% đến 60% người bị nhiễm HIV có triệu chứng buồn nôn, nôn mửa hoặc là tiêu chảy trong thời gian ngắn ở giai đoạn đầu của HIV. Những triệu chứng này cũng có thể là tác dụng phụ của việc điều trị kháng virus và là do một số nhiễm trùng cơ hội nào đó. Tiêu chảy không hồi phục và không thuyên giảm khi áp dụng phương pháp điều trị thông thường có thể là một dấu hiệu nhiễm HIV bạn cần lưu ý. 8. Sụt cân là dù ăn uống rất là bình thường. Sụt cân là một dấu hiệu cho thấy HIV đang đi vào giai đoạn nặng hơn. Tình trạng này có thể là do bạn đã bị tiêu chảy ở mức độ nặng. Nếu bạn đã sụt cân, điều đó có nghĩa là hệ thống miễn dịch của bạn đang gặp nhiều vấn đề. Nếu bạn sụt cân nhiều ngay cả khi bạn vẫn ăn uống bình thường hay là cả khi mà ăn khẩu phần nhiều hơn thì rất có thể là một dấu hiệu bạn đã bị lây nhiễm HIV. Sút giảm cân nặng nhanh chóng là một biểu hiện của giai đoạn muộn của HIV. Hiện nay triệu chứng này đã trở nên ít phổ biến hơn nhờ điều trị kháng virus. Quý vị và các bạn thân mến, ngoại thông tin về HIV trên thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ cho quý vị và các bạn về những sản phẩm an toàn như mãnh lực dương. Đây là sản phẩm được bán với giá dao động khoảng 850.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Công dụng của mãnh lực dương là gì? Giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý ở nam giới, giúp làm giảm nguy cơ mãn dục nam, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối do thận hư. Các bạn có thể mua sản phẩm qua hotline hoặc zalo số 0899918585 được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người. Cảnh cáo sức khỏe như sau là không sử dụng cho nam giới dưới 18 tuổi, những người mẫn cảm bất kỳ một thành phần nào sản phẩm, không nên uống rượu bia khi sử dụng vì sẽ làm giảm tác dụng của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.